Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bạo hành gia đình tại Pháp, ba cảnh sát bị bắn chết. Trong sư điệp Giáng sinh, Urbi et Orbi, Đức Thánh Cha nói, xin Chúa Hài Đồng giúp chúng ta luôn sẵn sàng, rộng lượng và hỗ trợ, đặc biệt là đối với những người yếu đuối nhất, những người bệnh tật và những người thất nghiệp hoặc gặp khó khăn nghiêm trọng do những hậu quả kinh tế gây ra bởi đại dịch, cũng như những phụ nữ là những người trong những tháng bị cô lập gần đây đã phải hứng chịu bạo lực gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình mà các phụ nữ phải gánh chịu có thể thấy rõ trong câu chuyện thương tâm vừa xảy ra tại Pháp. Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là cảnh nước Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với ba hiến binh thuộc lữ đoàn Embert bị giết hôm thứ ba tuần trước bởi một người đàn ông đang hành hạ vợ mình. Buổi lễ được tổ chức với sự hiện diện của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin và Bộ trưởng Lục quân Florence Parly. Ba cảnh sát Pháp đã bị một người đàn ông bắn chết khi họ đến một ngôi nhà ở Saint-Just, một xã hẻo lánh ở miền trung nước Pháp, cách Paris 500 km về phía đông nam, để đáp lại lời kêu cứu của một phụ nữ. Chị ta bị chồng đánh đập dã man nên đã tìm cách trốn trên mái nhà và dùng điện thoại di động gọi cảnh sát đến cứu. Trong khi đó, người chồng tưới xăng chung quanh nhà và đe dọa sẽ nổi lửa thiêu sống chị ta nếu không leo xuống. Cảnh sát viên Arnaud Mavel, 21 tuổi, đã đến hiện trường nhưng anh bị người chồng bắn bị thương. Do đó, anh đã gọi tiếp viện. Trung úy Cyril Morel, 45 tuổi, và hạ sĩ Remy Debuis, 37 tuổi, đến cứu đã bị bắn thiệt mạng. Cảnh sát viên Arnaud Mavel sau đó cũng qua đời vì vết thương quá nặng. Cảnh sát cho biết ngôi nhà bốc cháy và hung thủ đã tẩu thoát. Cảnh sát đã kịp thời cứu được người vợ khỏi bị chết cháy. Một cảnh sát viên thứ tư bị thương khi giao tranh với hung thủ. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vết thương của anh không đe dọa đến tính mạng. Nguồn tin mới nhất của cảnh sát nói đã tìm thấy hung thủ nằm chết trong xe hơi gần thành phố Clermont-Ferrand. Hung thủ chưa được nêu danh tính, được cho biết là 48 tuổi và đã có một đời vợ. Y không có tiền án nào ngoài việc gặp rắc rối với pháp luật vì không trả tiền cấp dưỡng cho con cái với người vợ trước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn tới gia đình và các viên chức cảnh sát thiệt mạng. Để bảo vệ chúng ta, các lực lượng của chúng ta đã hành động bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của họ. Họ là những người hùng của chúng ta, ông Macron viết trên Twitter. Kính thưa quý vị và anh chị em, bàn về các cử hành phụng vụ trong ngày cuối năm, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói như sau. Giáo hội gợi ý rằng chúng ta không nên kết thúc năm cũ mà không bày tỏ lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành Ngài ban cho chúng ta. Bên cạnh đó, hôm thứ Ba ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố năm Thánh Giuse nhân kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo hội Hoàn Vũ. Trong sắc lệnh công bố năm đặc biệt này, Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết một ơn toàn xá được ban cho những tín hữu nào đọc kinh cầu Thánh Giuse hoặc đọc một số kinh nguyện với Thánh Giuse. Trong tâm tình đó, chúng tôi kính mời quý vị và anh chị em cùng hiệp ý với Giáo triều Roma, Việt Catholic và Tu viện Xuân Hiệp thuộc dòng Đa Minh Rosalima cùng dâng lên Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse một chuỗi mân côi để bày tỏ tâm tình tri ân cho những ơn lành chúng ta đã nhận được trong năm cũ và khẩn cầu những ơn cần thiết cho năm mới. Sau đó chúng ta cùng đọc các kinh để được hưởng ơn toàn xá. Chương trình sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối theo giờ Việt Nam ngày 31 tháng 12. Xin quý vị và anh chị em nhớ theo dõi. Trong thánh lễ đêm Giáng sinh, Tổng thống Iraq, một nước Hồi giáo, đã kêu gọi bảo vệ các Kitô hữu. Tổng thống theo Hồi giáo phái Sunni của Iraq, Baham Salih, đã tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh hôm thứ Năm 24 tháng 12
và nói với các tín hữu rằng chính phủ nước này phải nỗ lực hết sức để bảo vệ các Kitô hữu và giúp họ quay trở lại, đồng thời còn phải kiềm chế bạo lực cực đoan và diệt trừ tham nhũng trong chính quyền. Phát biểu tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở thủ đô Baghdad, ngày 24 tháng 12, ông Salih cho biết chính phủ phải thực thi những nỗ lực nghiêm túc để tạo điều kiện cho các tín hữu Kitô Iraq trở về và sống một cuộc sống an toàn và đúng phẩm giá ở quê hương của họ. Các quyền tôn giáo và văn hóa của họ phải được bảo vệ, như lịch sử của đất nước cho thấy, họ là một phần chính và quan trọng của dân tộc Iraq. Ông nói và lưu ý rằng Iraq là một quốc gia đa dạng và nếu không có các tín hữu Kitô, sức mạnh mang lại cho chúng ta bởi sự đa dạng về tôn giáo và sắc tộc của mình chắc chắn sẽ mất đi. Ông Salih đã phát biểu như trên vài ngày sau khi Quốc hội Iraq công bố quyết định tuyên bố Giáng sinh là ngày lễ quốc gia hàng năm. Trước đây các Kitô hữu đã được nghỉ vào ngày 25 tháng 12, nhưng đây không được coi là ngày lễ đối với phần còn lại của quốc gia, nơi đa số theo đạo Hồi. Giáng sinh đã được cho phép nghỉ lễ một lần vào năm 2008, nhưng quyết định đó không được gia hạn. Đây có thể xem là kết quả trực tiếp từ quyết định của Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 năm 2021. Quyết định về lễ Giáng sinh và sự hiện diện của ông Salih trong thánh lễ chắc chắn là những dấu hiệu thiện chí trước chuyến đi của Giáo hoàng, đồng thời còn là một thông điệp tốt tới các tín hữu Kitô Iraq. Sau nhiều thập kỷ bị phân biệt đối xử và ngược đãi, đây chính là lý do để họ có thể hy vọng. Theo hiến pháp của Iraq, chức vụ tổng thống chủ yếu là một vai trò biểu tượng so với quyền lực thực sự được trao cho quốc hội và thủ tướng. Buổi hòa nhạc mừng Chúa Giáng sinh bên trong nhà thờ chính tòa Notre Dame de Paris. Đội mũ cứng và mặc quần áo bảo hộ, các thành viên của dàn hợp xướng nhà thờ Đức Bà lần đầu tiên hát bên trong một địa danh có từ thời Trung Cổ của Paris kể từ sau trận hỏa hoạn kinh hoàng năm ngoái. Đó là một buổi hòa nhạc đêm Giáng sinh thực đặc biệt. Cùng với một nghệ sĩ chơi đàn violon nổi tiếng và với một cây đàn phong cầm thuê bên ngoài, các ca sĩ biểu diễn bên dưới các cửa sổ kính màu giữa một nhà thờ tối om, nơi đang chuyển từ các hoạt động dọn dẹp nguy hiểm bấp bênh trở thành một địa điểm tái thiết lớn. Ban đầu, dàn hợp xướng dự định bao gồm 20 ca sĩ, nhưng vì lý do an toàn, họ giới hạn trong phạm vi 8 người, đều là các ca sĩ trứ danh của Kinh Thành Ánh Sáng. Theo một quy định về phòng dịch trong nhà của chính quyền Pháp, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, các thành viên dàn hợp xướng đã phải đứng cách xa nhau để có thể tháo các khẩu trang y tế ra khi hát. Buổi hòa nhạc bao gồm các bài hát Giáng sinh truyền thống như Silent Night bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, The Hymn of the Angels và thậm chí cả Jingle Bells đã được thu âm vào đầu tháng này và phát sóng ngay trước nửa đêm thứ năm. Công chúng không được phép tham dự và dự kiến sẽ không được nhìn thấy bên trong nhà thờ Đức Bà cho đến ít nhất là vào năm 2024. Giáo phận gọi đây là một buổi hòa nhạc mang tính biểu tượng cao, được đánh dấu bằng cảm xúc và hy vọng và kỷ niệm một di sản âm nhạc có từ thời Trung Cổ. Đức Tổng giám mục Michel Aubertit của Paris đã cử hành các buổi lễ đêm Giáng sinh hôm thứ Năm tại nhà thờ Saint-Germain-Auxerrois, đối diện với bảo tàng Louvre thay vì tại nhà thờ Đức Bà như truyền thống. Dàn hợp xướng Notre Dame từng tổ chức 60 buổi hòa nhạc mỗi năm bên trong nhà thờ, nhưng kể từ đó đã phải lưu động di chuyển giữa các nhà thờ khác ở Paris. Ngôi nhà thờ được xây từ thế kỷ 12 đang được nâng cấp vào thời điểm xảy ra vụ cháy hôm 15 tháng 4, 2019. Lửa phá hủy mái nhà và làm sụp ngọn tháp cao nhất của nó. Khi không có mái để giữ ổn định một cấu trúc với toàn là những tảng đá lớn, mái vòm của nhà thờ là yếu tố sống còn để giữ nhà thờ chính tòa đứng vững. May mắn, hiện nay mái vòm nhà thờ đã được củng cố. Jingle, 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 jingle
sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Through the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Sing this sleighing song, just get a bobtail bay, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh, and crack, you'll take the lead. Come with us and hear those jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.